thật dê nâng cao phong độ quý ông. Trong y học cổ truyền, thận dê được gọi là dương thận, bao gồm hai phần: dương nội thận hay còn gọi là dương yêu tử, tức là quả thận thực sự, và dương ngoại thận hay còn gọi là dương thạch tử, tức là tinh hoàn. Dương thận vị ngọt, tính ấm, có công dụng bổ thận khí, ích tinh tủy, thường được dùng để chữa các chứng thận lao hư tổn, lưng đau gối mỏi, tai ù, tai điếc, liệt dương, dì hoặc tinh, yếu sinh lý, đi tiểu đêm nhiều lần. Một trong những chức năng quan trọng của tạng thận là chủ về sinh dục. Dê lại là một trong những loài động vật có khả năng hoạt động sinh dục mạnh mẽ và bền bỉ. Bởi vậy, quả thận và tinh hoàn của dê đã được người xưa sử dụng làm thức ăn và làm thuốc để chữa trị các chứng bệnh thuộc hệ sinh dục từ rất sớm. Đây là một trong những ví dụ điển hình của việc áp dụng học thuyết dị tạng bổ tạng, dị tạng liệu tạng, lấy tạng để bồi bổ và chữa bệnh của tạng. Dưới đây xin được giới thiệu một số công thức điển hình để bạn đọc có thể tham khảo và vận dụng. Bài 1. Thận dê 1 quả. Thịt dê 60g, lá kỷ tử 250g, có thể thay bằng kỷ tử 100g, gạo tẻ 60-90g, hành củ và gia vị vừa đủ. Dương thận rửa sạch, bổ đôi, bỏ màng trắng, thái thịt. Thịt dê rửa sạch, thái quần cờ, sắc kỹ kỹ tử, rồi bỏ bã lấy nước, cho thận và thịt dê vào ninh nhừ với gạo thành cháo. Nêm gia vị vừa đủ, chia ăn vài lần trong ngày. Công dụng: bổ thận âm, ích thận khí, tráng miền dương. Dùng để trị các chứng lưng đau gối mỏi, tai ù, di niệu do thận hư, nam giới liệt dương, suy giảm khả năng tình dục. Bài 2. Thận dê 1 quả. Nhục thung dung 30g. Thận dê rửa sạch, bổ đôi, bỏ màng trắng, thái miếng. Nhục thung dung tẩm rượu một đêm rồi thái lát, đem hầm cùng. Khi chín chế thêm gia vị, ăn nóng. Công dụng: bổ thận tráng dương, nhuận tràng thông tiện. Dùng làm đồ ăn cho những người bị liệt dương, yếu sinh lý. Táo bón do mẹ mong họ suy. Bài 3. Thận dê 1 đôi. Nước hầm xương lợn 1 bát, tỉ lợn 1 đoạn, gia vị vừa đủ. Thận dê rửa sạch thái miếng, đun nước hầm xương lợn cùng với gia vị và tỉ lợn trong vòng 15 phút. Sau đó cho dương ngoại thận vào, đun thêm chừng 3 phút là được. Múc ra bát, ăn nóng. Công dụng: ích tinh, trợ dương, bổ thận. Được dùng để chữa các chứng mụn con, liệt dương, xuất tinh sớm, di tinh, đau lưng mỏi gối, suy giảm ham muốn tình dục, suy nhược cơ thể. Bài 4. Thận dê 1 đôi. Nhục thung dung 25g, thảo quả 5g, tràng bì 5g, mỡ dê 100g, gia vị vừa đủ. Thận dê làm sạch, bổ đôi, bỏ màng trắng, thái miếng. Mỡ dê thái miếng, sắc kỹ các vị thuốc rồi bỏ bã lấy nước, đem hầm với thận và mỡ dê. Khi chín chế thêm gia vị, ăn nóng. Công dụng: bổ thận tráng dương, ong trung kiện tỳ, nhuận tràng thông tiện. Được dùng để chữa các chứng liệt dương, dì hoặc tinh, đau lưng mỏi gối, tay chân lạnh, táo bón do thận dương hư. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Công dụng quý từ cây tầm bốt. Tầm bốt là cây dài, mọc nhiều ở Việt Nam. Quả tầm bốt có vị chua, tính bình, tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, tiêu đờm mà không phải ai cũng biết. Cây tầm bốt còn gọi là cây lòng đèn hay cây thù lù canh. Tên khoa học là Physalis angulata, thuộc họ cà, có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới châu Mỹ, sau trở thành liên nhiệt đới. Đặc điểm của cây tầm bốt: cây mọc hoang trên khắp nơi, ở trên các bờ ruộng, bãi cỏ, đất hoang, hai bên ven đường đi ở các làng quê. Cũng nhìn thấy cả ở ven rừng, từ vùng thấp đến vùng có độ cao từ 1.500m so với mặt nước biển. Là loại cây thảo,
cao 50-90cm, nhiều cành. Thân cây có gốc, thường rũ xuống, lá mọc xo le, hình bầu dục, chia thùy hoặc không, dài 30-35mm, rộng 20-40mm, cuốn lá dài từ 15-30mm. Quả mọng tròn, nhẵn, lúc non màu xanh, khi chín màu đỏ, có đài cùng lớn với quả. Đài 3-4cm, rộng 2cm, bao trùm trang ở ngoài như cái túi, hạt nhiều hình thận. Cây ra hoa kết quả quanh năm, có thể sử dụng cả cây để làm thuốc, có tên dược là Hepa physalis angulati. Công dụng và cách dùng. Đông y cho rằng toàn cây tầm bốt có vị đắng, tính mát, không độc, có tác dụng thanh nhiệt lợi thấp, khu đàm, trị khái, nhiễm kiên tán két. Quả tầm bốt có vị chua, tính bình, tác dụng thanh nhiệt, tiêu đờm, chủ trị các chứng bệnh như cảm sốt, yết hầu sưng đau, ho nhiều đờm, nhiệt, non nấc. Đắp ngòi trị đinh sang, rễ tươi nấu với lợn tim và chu sa ăn trị bệnh đái tháo đường. Ở Ấn Độ, người ta còn sử dụng toàn cây tầm bốt làm thuốc lợi tiểu. Lá cây tầm bốt được sử dụng trị chứng rối loạn của dạ dày nên cũng có người ăn thay rau hàng ngày. Tuy hơi đắng nhưng vị thanh mát, lá cây tầm bốt có thể chế biến thành nhiều món như nấu canh, luộc hay xào. Các bài thuốc từ cây tầm bốt: trị nhọc vú, đinh độc. Dùng 40-80g cây tươi, giã vắt lấy nước uống. Bã thì dùng đắp hoặc nấu nước rửa vết thương đau hàng ngày. Dùng trị viêm họng, khan tiếng, ho khan, ho có đờm đặc, trị tiểu ít, ban đỏ, thủy đầu, bệnh tay chân miệng, cúm da cầm. Dùng 15-30g cây tầm bốt khô, tươi từ 50-100g, sắc uống trong ngày, dùng 3-5 ngày liền. Trị đái tháo đường, rễ cây tầm bốt tươi 20-30g, nấu với tiêm lợn và chu sa, cách một ngày dùng một lần, uống từ 5-7 ngày. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Sai lầm khi ăn chuối sai cách mà chẳng ai có thể ngờ. Đừng hồ đồ để mắc phải 3 sai lầm khi các bạn ăn chuối để biến loại quả này trở thành thuốc độc. Có đến 90% các gia đình hiện nay đều mắc phải. Các bạn cần phải biết, đừng để phạm sai lầm cơ bản rước họa vào thân nhé. Sai lầm khi ăn chuối 90% người mắc phải. Chuối là loại hoa quả rất phổ biến, nó thường có trong mỗi gia đình vì chuối rất giàu dinh dưỡng và cũng khá rẻ tiền. Thế nhưng, các bạn cần phải tránh mắc phải những sai lầm dưới đây. 90% người ăn chuối đang mắc phải, còn bạn thì sao? Cùng tìm hiểu xem đó là sai lầm gì. Bạn có đang làm đúng không để còn khắc phục nhé. Sai lầm khi ăn chuối, ăn quá nhiều trong ngày. Chuối là loại quả chứa một hàm lượng dinh dưỡng, kali và vitamin rất dồi dào, phong phú. Nó có thể làm cho da dẻ mềm mại, làm cho mắt sáng và tinh lực tràn đầy, giúp kéo dài tuổi thọ và cũng có tác dụng phòng nhiều bệnh khác. Nhưng nếu như các bạn ăn chuối quá nhiều trong ngày, lượng vitamin B6 từ chuối kết hợp với các thực phẩm khác, có thể nó sẽ được nạp vào cơ thể quá tải. Điều này xảy ra tình trạng quá liều, có thể tổn hại đến sức khỏe. Nếu các bạn ăn chuối nhiều chỉ trong một thời gian ngắn, các bạn có thể đối mặt với các triệu chứng của tăng trong máu. Theo đó, các bạn chỉ nên ăn 2 quả chuối mỗi ngày, vì nếu như nạp quá nhiều chuối vào cơ thể, có thể sẽ gây ra tình trạng rối loạn các vitamin và khoáng chất có trong cơ thể. Thậm chí, nếu như các bạn ăn nhiều chuối chỉ trong thời gian ngắn, bạn có thể phải đối mặt với các triệu chứng của tăng kali máu, sẽ làm cơ suy yếu, làm nhịp tim trở nên bất thường, hay thậm chí có thể dẫn đến tình trạng bị tê liệt tạm thời. Sai lầm khi ăn chuối, ai cũng ăn được chuối. Thực tế, không phải ai cũng có thể ăn loại quả này, mà sẽ có rất nhiều người cần phải hạn chế việc ăn chuối. Cụ thể, với những người nào có tiền sử về đau dạ dày thì rất cần hạn chế ăn chuối tiêu. Và cũng tuyệt đối không ăn chuối khi đang bụng đói,
vì khi đó ăn chuối vào bạn sẽ có cảm giác sẽ còn cao hoặc là đau bụng. Những người đang bị táo bón, tiêu chảy thì cũng hạn chế ăn, bởi với nhiều người cho rằng ăn nhiều chuối vào có thể sẽ giúp nhuận tràng, từ đó thông tiện, nên có một số người khi bị táo bón họ thường xuyên ăn chuối. Nhưng bạn có biết chuối không những không giải quyết được cho bạn chứng táo bón, mà ngược lại nó sẽ còn khiến cho tình trạng táo bón của bạn nặng hơn. Người bị bệnh thận, bị đau đầu, tiểu đường hay tim mạch cũng là những đối tượng cần hạn chế ăn chuối để tránh tình trạng bệnh trầm trọng hơn. Tương tự thì người đang bị tiêu chảy không nên ăn chuối chín bởi vì lượng xơ mềm. Chất oligosaccharide có thể nó giúp nhuận tràng, chất này nó sẽ làm cho bệnh tiêu chảy của bạn nặng hơn. Sai lầm khi ăn chuối, ăn lúc nào cũng được. Thực tế, khi ăn chuối vào cơ thể thì chuối sẽ phát huy được tốt nhất những tác dụng của nó, như thúc đẩy hệ tiêu hóa sẽ hoạt động tốt hơn khi bạn ăn chúng sau bữa cơm, sau khoảng 1 đến 2 tiếng. Ngược lại, còn nếu như các bạn dùng chuối để làm thức ăn khi đói thì đó không phải là cách hay, nó thật nguy hiểm. Bởi thế, các bạn tuyệt đối không nên ăn chuối lúc đói, vì trong chuối có chứa nhiều magie. Ăn chuối lúc dạ dày của bạn đang trống rỗng, nó sẽ làm lượng magie bị tăng đột ngột trong máu, có thể gây mất cân bằng tim mạch và nó làm tổn hại đến sức khỏe của bạn. Lượng vitamin C rất dồi dào trong chuối, nếu như đưa vào cơ thể khi đang bị đói cũng sẽ khiến bạn bị đau dạ dày lập tức. Bạn chỉ nên ăn chuối khi đã ăn cơm no, để chuối không ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn, nhận tác dụng bảo vệ dạ dày và trung hòa axit dạ dày. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Sai lầm chết người khi ăn trứng vịt lộn, nhưng nhiều người mắc cần bỏ gấp kẻo hối không kịp. Nhiều người nghĩ rằng thực phẩm bổ dưỡng càng ăn sẽ càng có lợi cho sức khỏe. Thế nhưng, thực sự thì bất cứ cái gì cũng vậy, nếu lạm dụng nó sẽ gây tác dụng ngược. Với trứng vịt lộn, nó không chỉ là hàm lượng cholesterol cao hay đầy bụng, khó tiêu, mà còn là chế độ dinh dưỡng bị mất cân bằng. Do đó, đừng để ngon miệng mà hại thân nhé. Dinh dưỡng từ trứng vịt lộn. Bên cạnh các dưỡng chất như 13,6g protein, 12,4g lipid, 82mg canxi, 212g phospho. Một quả trứng vịt lộn còn chứa tới 600mg cholesterol, cao gần gấp 3 lần một quả trứng gà. Điều đó có nghĩa là nếu ăn hàng ngày, nó sẽ dễ gây ra các bệnh như huyết áp cao, tiểu đường, gan nhiễm mỡ do dư thừa lượng cholesterol. Đặc biệt, người đang mắc các bệnh này dễ bị nặng hơn, tăng nguy cơ bị đột quỵ. Riêng với trẻ em, hàm lượng dinh dưỡng dồi dào trong trứng dễ dẫn đến chứng đầy bụng, khó tiêu. Trẻ dưới 5 tuổi càng khó tiêu hơn nữa. Việc này dẫn đến trẻ biếng ăn, do lúc nào bụng cũng ở trong trạng thái lưng lưỡng. Cũng vì những lý do trên, tiến sĩ Mai khuyên rằng với người trưởng thành, một tuần cũng chỉ nên ăn 2 quả. Còn với trẻ từ 5 tuổi trở lên cũng chỉ nên ăn 1/2 quả mỗi lần, mỗi tuần từ 1 đến 2 lần là đủ. Dễ thừa vitamin A. Việc hạn chế ăn trứng vịt lộn không chỉ bởi nó có hàm lượng cholesterol cao, mà còn vì chế độ dinh dưỡng của chúng ta cần phải phong phú với các loại thực phẩm, nếu không dễ dẫn đến mất cân bằng dinh dưỡng. Ngoài ra, tiến sĩ Mai cũng cho rằng trong trứng vịt lộn có khá nhiều vitamin A, nên nếu ăn thường xuyên dễ dẫn đến thừa loại vitamin này với các biểu hiện như mệt mỏi, đau đầu, khô da. Bên cạnh lưu ý trên, theo tiến sĩ Mai, chúng ta cũng không nên ăn trứng vịt lộn vào buổi tối vì nó dễ gây cảm giác ấm ếch, khó ngủ. Do đó, loại trứng này chỉ thích hợp ăn vào buổi sáng. Khi ăn, bạn nhớ ăn kèm thêm rau răm với gừng. Gừng sẽ giúp kích thích tiêu hóa, còn rau răm thì làm ấm bụng. Tuy nhiên, nếu đang mang thai ở 3 tháng đầu thì bạn nên hạn chế ăn rau răm vì nó có thể gây ra hiện tượng bong, sảy thai. Ăn như thế nào để có lợi cho sức khỏe?
nên ăn trứng vịt lộn vào buổi sáng, tránh ăn vào buổi tối vì hàm lượng dinh dưỡng trong đó cao, do vậy là món ăn khó tiêu. Nếu bạn ăn trứng vào buổi tối, khi đi ngủ sẽ bị khó chịu, đôi khi dẫn tới đầy hơi, không tiêu hóa được. Vì là món ăn rất bổ, giàu dinh dưỡng, nên việc ăn trứng vịt lộn mỗi ngày có thể làm tăng lượng cholesterol trong máu, là nguyên nhân gây ra các bệnh về tim mạch, huyết áp, đái tháo đường. Mỗi người lớn khỏe mạnh, tốt nhất chỉ nên ăn 2 trứng vịt lộn mỗi tuần. Những người bị tăng huyết áp, tiểu đường, viêm gan, gan nhiễm mỡ, tim mạch, gút, nên kiêng hoặc không ăn nhiều trứng vịt lộn, tránh tắc nghẽn động mạch, tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Phụ nữ có thai, ăn trứng vịt lộn không nên dùng với rau răm vì dễ gây chảy máu, sảy thai. Khi ăn trứng vịt lộn thường kèm với rau răm và gừng, bởi theo đông y, rau răm có vị cay nồng, mùi thơm hắc, tính ấm, tác dụng ấm bụng, chống đầy hơi, sát trùng, tán hàn. Rau răm còn có tác dụng làm sáng mắt, ích trí, mạnh gân cốt, tránh lạnh bụng, say nắng. Do vậy, điều mà ai cũng thấy đó chính là rau răm sẽ giúp cho người ăn trứng vịt lộn không bị lạnh bụng, đầy hơi, tránh được các vấn đề về tiêu hóa. Ngoài ra, ăn kèm rau răm với trứng vịt lộn có khả năng giảm bớt ham muốn tình dục, đem tới sự cân bằng âm dương cho cơ thể. Gừng tươi có tác dụng kích thích tiêu hóa, mạch tim, giải độc thức ăn, chống suy giảm tình dục. Dùng ăn để kích thích tiêu hóa, chữa dạ dày lành, đầy hơi đau bụng, kém ăn, co gân, chuột rút tiêu chảy. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cho mì chính vào món ăn, hãy tiếp tục nếu muốn đùa giỡn với tính mạng của bạn và gia đình. Khá nhiều dịch vụ ăn uống sử dụng mì chính đánh lừa miệng của khách hàng. Trong khi đó, tác hại từ việc sử dụng mì chính quá liều rất khó lường và tổn thương não bộ ghê gớm. Mì chính hay còn gọi là bột ngọt, giúp thức ăn trở nên ngọt ngào, hấp dẫn hơn, nhưng bản thân nó không hề có giá trị dinh dưỡng, thậm chí còn gây hại nếu lạm dụng quá mức. Theo thạc sĩ Lưu Thủ Nghị, Đại học 55 thành phố Hồ Chí Minh, mì chính là muối của axit glutamate, rất có tác dụng trong việc truyền tín hiệu của thần kinh. Dùng nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động của não, mất trí nhớ, làm tiêu hao B6, dễ gây những cơn động kinh. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Nhi Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng cho rằng dùng quá nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động não, dẫn đến suy thoái não, chưa kể gan và thận do phải làm việc cực lực để phải hồi độc chất axit amin có trong mì chính, dẫn đến sự suy yếu và gây nhiều rối loạn. Ăn quá nhiều mì chính còn gây ra các triệu chứng như nóng ran sau gáy, choáng váng, nhức đầu, khô cổ, nhiều đờm, khó chịu. Các cơn hen có thể xuất hiện khoảng 12 giờ sau khi dùng mì chính. Nhiều người sau 30 phút sử dụng quá nhiều mì chính sẽ gây nên cơn trầm cảm với nhiều biểu hiện khác nhau như căng thẳng, hoa mắt, nhức đầu, buồn nôn, đau bụng, ủ rũ, những cơn bốc nóng sau gáy bất thường. Ngoài ra, những người có thể trạng nhạy cảm hay bị nhức đầu, đỏ mặt, đau gáy, nôn mửa, người mắc bệnh hen suyễn, cao huyết áp, thận, tim và trẻ em không nên sử dụng mì chính vì cơ thể sẽ có những diễn tiến xấu. Với những người mắc bệnh lý nói trên sẽ khiến bệnh nặng hơn, còn với trẻ em ăn mì chính sẽ làm thay đổi khẩu vị và gây nghiện mì chính khi không có gia vị này. Trẻ sẽ không ăn, vô tình gây độc cho não của các bé. Ngoài ra, với các món chua, món ngọt không nên cho mì chính sẽ làm mất độ chua, độ ngọt đúng vị của món ăn. Cũng không nên dùng mì chính với các món trứng vì trong trứng có nhiều bột và khi kết hợp với muối natri clorua rồi đun nóng sẽ tạo ra thứ mì chính tinh khiết, giúp trứng có hương vị thơm ngon. Do đó, cho mì chính vào trứng sẽ gây nên tình trạng thừa mì chính và gây hại cho sức khỏe.